tiếp tục có sản phẩm mới vừa mới về xuất hiện tại ô tô Duy Tâm anh chị. Đó chính là con Toyota Prius 2019 bản G số tự động. G nha anh chị. Xe quá đẹp luôn. Đọc cái giá ra là anh chị thấy yêu thương liền ha. 395 triệu. Prius G 2019. Nếu như bình thường đọc cái giá này ra là anh chị thấy rất là sốc. Nhưng mà ở đây nó có một cái điểm yếu, nên xe này bán rẻ hơn thị trường khoảng 50 triệu nha anh chị. Xe này thấy anh em vẫn bán 44, 45 á, tâm bán 395 triệu. Mà xe rất đẹp nha, máy móc nguyên zin. Bị lỗi, lỗi cái cửa trước bên phụ với cái má dè. Bán 395 triệu thì nó rẻ hơn thị trường khoảng 40, 450. Nếu như mà anh chị mà không có quá khắt khe thì đây là một sản phẩm rất là tốt. Cái máy chạy thì thôi tuyệt vời anh chị ơi, odo chạy được 70.000, cái máy rin im ưng ý. Nói chung là chất xe đẹp lắm, chất xe đẹp tuyệt vời, sơn rin còn nhiều, thật là nhiều. Mình thùng nước sơn đồ đàng của nó trắng phếu luôn. Nó mới mà anh chị, xe mới mà, nó mới tinh nè. Nhưng mà nó bị lỗi là hồi xưa nguyên nguyên do và nguyên lý là nó làm bảo hiểm á, bảo hiểm thân vỏ đó, nên vô hãng, ví dụ như nói đơn giản ví dụ đi, bị mớp cái cửa đi, bị máng vô mớp cái cửa là vô hãng là ít có sửa hoặc là không sửa, hoặc là chủ xe người ta yêu cầu là thay mới, nên thay cái cửa bên phụ cửa mới cho nó rõ ràng anh chị nha, không có che đậy gì đây hết nè. Nhưng mà chắc xe anh chị nhìn cái là có cảm giác liền luôn. Nếu xe này mua về đi dịch vụ, đi gia đình, đi làm chân đi thì tuyệt vời. Gương kiến là riêng hết nha anh chị, gương kiến riêng hết. Đăng kiểm thì còn tới tháng 7 2023. Chất xe đẹp tươi lắm, mặt ca lăng rồi đồ đàng của nó sáng rực, nhìn vô cái xe là mình có cảm cảm nhận được là cái xe nó tuyệt vời anh chị. Nhưng mà muốn bán thì mình cứ nói thẳng với nhau để đỡ phải mất lòng ha. Tâm nói là xe này có lỗi nha anh chị chứ không phải là nói không nha, xe này có lỗi. Bán cho anh chị là 395 triệu. Nhưng mà bù lại là cái chất xe nó đẹp trượng hạng. Nên chị coi bộ ghế của nó đẹp vậy nè. Nó còn căng phồng và sáng bóng luôn, trắng tinh nè. Bản G nha anh chị, trần nỉ nguyên rin. Ốc tán bản lời mới lắm. Đây anh chị, ốc tán bản lời trắng bóc luôn. Cửa này thay nè, nhưng mà chỉ ở trong nghề, trong nghề mới biết thôi. Nhưng mà Tâm thì Tâm không có giấu bất cứ một cái gì hết nha. Cửa này thay. Không có sơn, không có sửa. Nhưng mà thay mới, thay trong hãng. Thì Tâm gặp trường hợp này cũng nhiều. Nhưng mà thấy cái xe này nó đẹp là một, giá nó hợp lý là hai. Nói chung là anh em không biết. Anh em không biết. Cái này là cũng là dân mua bán. Anh em không biết, anh em đi mua hơn 400. Anh em mua đâu nhô nhô 400 một xíu, tính bán giao lại cho Tâm kiếm lời. Xuống Tâm phát hiện là cái xe lỗi vậy Tâm không lấy. Anh em mới năn nỉ thôi, giờ tôi cũng coi không tới thì thôi rước đi, tôi lỗ chút đỉnh. Thì thứ nhất là anh em người ta thiện chí như vậy, thứ hai nữa là cái xe này thấm thấy nó cũng còn mới quá. Mà nếu mà bây giờ mình đưa ra giá chưa tới 400 thì nó rẻ hơn con Vios E 2018. Rồi chất lượng xe này thì nó còn đẹp và nó chạy êm, cực kỳ êm luôn. Thì biết đâu có người sẽ vừa ý với cái sản phẩm mà hơi bị lỗi nhẹ nhưng mà không có ảnh hưởng tới chất lượng của xe. Xe này thì 4 thắng đĩa nha anh chị, 4 thắng đĩa ABS. Đăng kiểm thì còn tới tháng 7 năm 2023. Vỏ lốp thì còn dày. Nội thất thì riêng theo xe trắng tươi. Riêng theo xe trắng tươi.
ốc tán bản lời, ghế ghế da nè, thế nào ra cái đó nha anh chị. Không có dối gian mà để kiếm tiền bằng một cái việc mà không không thực tế nha. Nên bên Tâm nó rõ ràng như vậy, xe lỗi Tâm nói lỗi ha. Nhưng mà giờ anh chị cũng có thể so sánh được mà, gương kiến là riêng hết nha, không có bị vô kiến vô gương gì hết á. Bây giờ cái xe này anh chị thấy G có ở đâu mà ai mà bán dưới 42 43 đâu, G19 nếu xe đẹp. Thì đây là con xe đẹp nhưng mà nó bị lỗi nhẹ vậy đó. Nên Tâm bán 395 triệu nha anh chị. 395 triệu. Vô lăng cực kỳ đẹp luôn anh chị. Cân bằng điện tử 7 túi khí an toàn thắng ABS 4 bánh, cân bằng điện tử nè. Tích hợp vô lăng nè. Xe này nó chuẩn lắm anh chị ạ. Cái máy chạy thì thôi mướt rượt luôn. 7 túi khí nè. Trần vẫn là trần nỉ nguyên rin mà còn sáng bóng luôn. Gương gập điện auto nè. Ốc tán nè, táp lô táp bi nè. Còn mới mượt mà luôn anh chị, mới mượt mà luôn. Đây, cục số nó còn gân guốc luôn này ha. Chứ không là nó bóng dữ lắm, cái này còn đẹp. Cái này chạy đúng Euro anh chị. Máy lạnh auto điều hòa. Cam ve. Xe tôi mới, đẹp. Máy. Máy chuẩn. Gương kiến là riêng hết nha anh chị. Đây sản xuất 2019 nè. Sản xuất 2019, ốc tán bản lời mới tinh. Bốn tháng hai bé dầm bậy dầm mới ghê luôn, dầm mới 7 màu anh chị. Bảy mươi Tây Ninh. Ba trăm chín mươi lăm triệu. Vios bản G số tự động, bản cao nhất á, Vios mà G là cao nhất rồi. 395 triệu anh chị tìm đâu ra ha, chắc là không có đâu anh chị. Mới thật sự. Nhấc máy lên gọi điện cho Tâm nha, 0917 215 512 và 0974 83 55 22, 0777 061 061. Đó là ba số, đó là Tâm là người trực ban. Anh chị cứ gọi vào ba số đó là Tâm sẽ trả lời những thắc mắc nhu cầu của khách hàng ha. Và đây là con xe nguyên rin, nắp cò chưa tháo, máy móc trắng phếu, êm ru, cực kỳ êm ngon. Đó chính là con Vios bản G 2019 số Tây Ninh. Xe lỗi cửa trước bên phụ. Keo chỉ rin hết. Keo chỉ của ngoài cái cửa đó là rin hết nha anh chị. Nói cái nào phải cho đúng cái đó. Keo chỉ ngoài cái cửa trước bên phụ ra là còn nhiêu rin hết. Đây, anh chị cũng có thể thấy cái chất xe nè.
trắng, máy rất là trắng, chưa tháo ốc gì hết nha. Ba trăm chín mươi lăm triệu nha anh chị, màu nhớt ok, này thay bình nhớt mới được, để anh chị mua tâm thay bình nhớt mới nha. Ba trăm chín mươi lăm triệu, anh chị nhắc cái máy alo cho Tâm 0917215512 nha, và 0974835522 và 0777061061. Mua bán ô tô Di Tâm, công ty có chi nhánh là gần Quỹ Ban xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Google là đại lý ô tô Di Tâm nha anh chị, nhiều sự lựa chọn tại công ty ha. Và đây chính là một con xe nhìn nó rất là sáng, nhìn nó sáng bóng. Nếu mà nó không lỗi cái cửa này thì xe này tầm phải từ 43-44 mới có xe nhập vào nha anh chị, mới có xe mua, là Tâm bán cho anh chị phải từ 43-44, nhưng mà nó bị lỗi gì Tâm bán cho anh chị là 395. Còn nói về chất lượng xe thì vẫn nguyên vẹn, chất lượng xe vẫn nguyên vẹn, ý là về cái chất lượng mà chạy ngon êm á, là nó vẫn nguyên vẹn, nó không ảnh hưởng gì hết, đàm chắc ngon lành, nhẹ nhàng êm ái và sáng bóng luôn, nội thất cũng như ngoại thất mới tinh sáng bóng đó. Rồi giá này là giá anh chị cứ cân nhắc đi, thấy phù hợp thì alo cho Tâm, mua về có thể là sử dụng gia đình hoặc là chạy đăng ký Grab kiếm thêm cũng được, cái giá vừa vừa, nó ít ít thì mình làm nó nhanh thu hồi vốn và nó thanh khoản cũng nhanh, sau này mình có bán lỗ chắc cũng không bao nhiêu, bởi vì cái giá nó đã thấp lắm rồi ha, mình cứ nói thẳng, sau này cứ bán nói thẳng thôi chứ đâu có che đậy gì đâu. Anh chị em có nhu cầu thì liên hệ Tâm để sở hữu em nó nha, xe quá mới anh chị ơi. Rồi Tâm xin kết thúc video đây, xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và bà con nha, nhớ bấm nút đăng ký cho Tâm ha, Tâm cảm ơn rất là nhiều ạ.